Vậy là sổ sứ mệnh mùa 45 của chúng ta cũng đã ra mắt rồi mọi người ơi. Với gói cước đặt trước rất là rẻ luôn, chỉ với 149 quân huy, tương đương 90k nha các bạn. Và mình sẽ mở sổ thường, bởi vì mùa này mình thấy skin nó cũng không được bắt mắt cho lắm. Và nick của mình cũng đã full tướng và rất là nhiều skin rồi, và mình thấy skin này cũng không bắt mắt lắm. Cho nên mình sẽ mở sổ thường cho anh em, và cũng như là để review và phần thưởng có trong sổ sứ mệnh mùa này nha anh em. Ở cấp độ đầu tiên các bạn sẽ mở sổ và sẽ nhận ngay skin than đầu tiên nha. Đó, và cấp độ 20 các bạn sẽ nhận ngay trang phục Anate, và 60 sẽ là Alendo. Và ở vòng quay sổ sứ mệnh mùa này các bạn sẽ có những trang phục như sau. Trang phục đầu tiên đó chính là trang phục Vera Vũ Hội Bóng Đêm đấy, và trang phục thứ hai đó chính là trang phục Yata Sứ Giả Tinh Hệ, hay thích bay nhảy muối nhót khi kết cục thì có thể sở hữu trang phục này nha. Trang phục thứ ba đó là trang phục của Bao Đâm SB Bao Đâm nha mọi người. Và trang phục thứ tư trong rương thứ hai đó chính là trang phục Mask, và thứ năm đó chính là trang phục Omen Bậc 2S, và trang phục thứ sáu đó chính là trang phục Aero nha mọi người. Đấy, đây là những trang phục có trong vòng quay sổ sứ mệnh mùa 45, và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kiếm quân huy để có thể sở hữu sổ sứ mệnh mùa 45 một cách hoàn toàn là miễn phí, áp dụng ngay và luôn nhé anh em. Đầu tiên các bạn hãy vào CH Play hoặc là App Store trên điện thoại của các bạn, tìm kiếm tên game Mobile Fighter thì sẽ ra cái tựa game mà các bạn muốn tải về và chơi để miễn phí. Hoặc nếu như các bạn tìm ghi khó quá, các bạn có thể kéo xuống một bình luận, chọn vào link tải cửa hàng thì sẽ đến cửa hàng nhanh chóng nhất. Sau khi đăng nhập bằng Google xong, các bạn có thể chơi rồi và kiếm vé để bốc thăm ở cuối ngày nhé. Đó, trên màn hình các bạn có thể thấy có thêm hai bạn Việt Nam, đó chính là bạn Thế Minh Trần và bạn Khôi Gaming. Hai bạn ấy cực kỳ là may mắn đã trúng ngay 100 đô và là 20 đô, quá là ngon luôn mọi người ơi. Chỉ cần là chơi game và các bạn chỉ cần tích vé và đợi cuối ngày random là bảo đảm các bạn sẽ trúng được một trong những phần quà cực kỳ là hấp dẫn. Và sau khi các bạn chơi đủ level 5 rồi, các bạn hãy chọn ngay một các giải thưởng ở đây nè. Các bạn hãy tập trung cho mình là xem video để kiếm nhiều phần quà vé y như mà trên màn hình các bạn xuất hiện. Đó, bảo đảm tỷ lệ phần trăm các bạn sẽ trúng 10 đô la hoặc là 50 đô la rất là nhanh hơn là các bạn chơi game nha mọi người. Thì sau khi các bạn đã có tiền trong ví PayPal rồi, các bạn hãy vào cho mình trên web Player Duo. Ở trên web này họ sẽ thu mua lại vé PayPal mà các bạn đã kiếm được, và các bạn có thể là chọn mục nạp tiền bằng ví PayPal và inbox với họ, và họ sẽ nạp tiền vào PlayerDu để cho các bạn mua những chiếc thẻ như các bạn có thể thấy. Và các bạn nên phân biệt rằng việc mua thẻ và nạp thẻ là hai cái hoàn toàn khác nhau nha, bởi vì việc mua sẽ là có rất là nhiều nguồn và đại lý người ta sẽ cung cấp thẻ cho các bạn. Nhưng đối với việc nạp ở đây chỉ có một trang nạp duy nhất, đó chính là nạp thẻ.vn của Gà Rán Phát Hành. Và có rất là nhiều bạn rất là nhầm lẫn giữa việc mua và nạp và không phân biệt được, đành comment rất là tiêu cực trong video của mình. Và mình xin khẳng định với các bạn đây là 100% thẻ quân huy sạch nha các bạn. Không giống như những web lậu của những youtuber khác, người ta review là nạp vào sẽ được nhân 2, nhân 3 quân huy. Ở đây, việc mua thẻ và nạp đúng cái mức mà Garena đề ra là an toàn nhất. Và rồi, ok, video của mình đã đến đây, cũng đã kết thúc. Và đừng quên tham gia event mỗi ngày khi là fan của mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở một video tiếp theo.